Good morning quý vị. Nãy con mình đang có mặt ở đường Lê Văn Duyệt. Ngày xưa bây giờ là Cách mạng tháng 8 Sài Gòn. Sáng ngày 20 tháng 12 2017. Trời Sài Gòn đang lạnh quý vị, nhiệt độ 20 độ C. Ra đường cũng trùm áo lạnh nè. Không phải là nhà thờ Tinh Lành của Hòa Hưng. Giáng sinh quý vị, Sài Gòn mấy bữa nay nhộn nhịp và hôm nay là ngày thứ ba Sài Gòn lạnh liên tiếp, bà con ai cũng khoe áo lạnh. Và ship vẹo trái vô đường Trần Văn Đang vô ga Hòa Hưng đó. Đây là bán thơm. Đây bên phải gì là chợ Hòa Hưng nha. Tay trái là rạp Thanh Vân hay gì? Bên phải là Đình Chí Hòa. À, vô cái đình này xem. Đây, đình Chí Hòa đây. À, chạy vòng lên ra sau lưng cái đình để đi xem. Được rồi, dòng ra.
140 Sài Gòn. Điện Biên Phủ ngày xưa là Phan Thanh Giản, hướng về ngã bảy cái gì. Đường Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa là Phan Đình Phùng, hướng về Lý Thái Tổ. Mình phải gì là đường Bàn Cờ. Trái này đường Nguyễn Thiện Thuật cái gì, cái này bán đờn nhạc cụ nè. Đẹp gì ha, bên trái là khách sạn.
EcoTuro 5 sao. Các cái đoàn tour du lịch hay ở đây nữa vậy. À, bên trái là đường Trần Bình Trọng đó. Đây xe ba gác máy Sài Gòn. Bên phải là đường Hồ Thị Kỷ, vô chợ Hồ Thị Kỷ đó. Thôi bữa nay không quẹo vô hay gì ha. Quay hoài. Bye.